chào quý vị khán giả. Những thông tin quốc tế nổi bật vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị chú ý theo dõi. Căn cứ Mỹ tại Iraq bị tấn công giữa lúc Iran quyết trả đũa Israel. Theo các nguồn tin Iraq và Mỹ, vào tối 5 tháng 8, nhiều rocket đã bất ngờ nhắm vào một căn cứ Mỹ ở Iraq. Theo Reuters, hai nguồn tin an ninh Iraq cho biết hai tên lửa Kayusa đã bay tới vào căn cứ không quân Al-Asad tại tỉnh Anbar, phía tây Iraq. Một nguồn tin an ninh Iraq tiết lộ các tên lửa đã rơi vào bên trong căn cứ. Tương tự, một quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận với đài CNN, chúng tôi có thể xác nhận rằng ngày 5 tháng 8 đã xảy ra một vụ tấn công bằng rocket nghi là nhắm vào lực lượng Mỹ và liên quân tại căn cứ không quân Al-Asad ở Iraq. Vụ việc này xảy ra 4 ngày sau khi quân Mỹ hôm 1 tháng 8 tấn công tiêu diệt 4 phần tử Iraq được cho là thân Iran và trong bối cảnh lo ngại căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông gia tăng. Không rõ liệu cuộc tấn công có liên quan đến các mối đe dọa trả đũa của Iran sau vụ ám sát các thành viên cấp cao của các nhóm chiến binh Hamas và Hezbollah vào tuần trước hay không. Nguồn tin nói với Reuters rằng ít nhất 5 nhân sự Mỹ bị thương sau khi căn cứ quân sự Al-Asad bị trúng rocket. Theo một số quan chức Mỹ giấu tên, một trong những người bị thương tình hình khá nghiêm trọng. Các nhân viên căn cứ đang tiến hành đánh giá thiệt hại sau cuộc tấn công, một trong những quan chức Mỹ cho biết thêm. Hiện, chưa rõ bên nào đã thực hiện vụ tấn công. Các quan chức Mỹ lâu nay vẫn quy trách nhiệm cho các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn đối với các cuộc tấn công vào quân đội ở Iraq và Syria. Đơn cử, vào tháng 7, Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabri Narsingh cho biết sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Al-Asad rằng nhiều khả năng vụ tấn công này do các nhóm được Iran hậu thuẫn thực hiện. Trước đó, Mỹ đã thực hiện một cuộc không kích ở Iraq với mục tiêu là những phần tử mà nước này cho rằng có hành động đe dọa khi chuẩn bị phóng máy bay không người lái nhằm vào lực lượng Mỹ và đồng minh. Lầu Năm Góc thông báo sẽ triển khai thêm máy bay chiến đấu và tàu chiến của Hải quân tới Trung Đông khi Washington tìm cách tăng cường khả năng phòng thủ sau các mối đe dọa từ Iran và các đồng minh Hamas và Hezbollah. Iraq là nơi có 2.500 binh lính Mỹ đồn trú và có lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn. Iraq đã ghi nhận các cuộc tấn công trả đũa leo thang kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra vào tháng 10 năm 2023. Từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 29 tháng 1, đã có hơn 150 cuộc tấn công vào nhân sự Mỹ ở Iraq và Syria. Các cuộc tấn công đó chậm lại sau khi 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một tiền đồn nhỏ của Mỹ ở Jordan, khiến Mỹ tấn công 85 mục tiêu tại 7 địa điểm khác nhau. Iran vẫn mập mờ về cái chết của thủ lĩnh Hamas. Một số kênh truyền thông và chính trị gia Iran liên tục yêu cầu chính quyền có câu trả lời về những sơ suất an ninh dẫn đến vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại nhà khách chính phủ ở Tehran. Trong khi nhiều quan chức và chính trị gia Iran kêu gọi trả đũa mạnh mẽ đối với Israel vì vụ ám sát khi ông đang ngủ, một số người trong cuộc nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu là phải hiểu được cách thức thực hiện vụ ám sát này. Theo kênh Iran International, cựu nghị sĩ cấp cao Hezmatolat Falahepsib cho rằng kịch bản quan trọng nhất cần cân nhắc liên quan đến vụ ám sát thủ lĩnh Haniyeh là kịch bản thâm nhập. Vấn đề này cần được phân tích và đánh giá cẩn thận. Tôi hy vọng rằng các kịch bản mà một số chuyên gia đưa ra trên truyền hình quốc gia và một số phương tiện truyền thông không được sử dụng làm cái cớ để trốn tránh trách nhiệm. Các quan chức an ninh và tình báo Iran hầu như im lặng về bối cảnh chính xác và loại vũ khí được sử dụng trong 3 ngày đầu sau vụ ám sát. Điều này dẫn đến nhiều đồn đoán trên cả phương tiện truyền thông Iran và nước ngoài. Tờ The New York Times cho rằng một quả bom được đặt trong nhà khách 2 tháng trước đã giết chết thủ lĩnh Haniyeh, chứ không phải bất kỳ đầu đạn nào được bắn từ trên không hoặc trên mặt đất. Hôm 3 tháng 8, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã đưa ra tuyên bố bác bỏ kịch bản này và thông báo rằng thủ lĩnh Haniyeh đã bị giết bởi một đầu đạn nhỏ, tầm ngắn, được bắn từ khu vực gần khu nhà khách. Tuy nhiên, những lời chỉ trích đối với các cơ quan an ninh và tình báo vẫn tiếp tục. Chính trị gia thuộc mặt trận cải cách Java Enam đã viết trên mạng xã hội X kêu gọi Tổng thống Masoud Pezeshkian hành động. Ông Java Enam nói, vụ ám sát ông Ismail Haniyeh trên lãnh thổ Iran là lời cảnh báo về sự bất tài và kém hiệu quả của một số bộ phận trong bộ máy tình báo và an ninh của đất nước. Ông Emam thúc giục Tổng thống Pezeshkian thực hiện cải cách về nhân sự và các vấn đề khác. Ông này nhấn mạnh, trước hết hãy hành động để cải tổ lực lượng tình báo và an ninh và nếu cần thiết hãy tuyển chọn lại. Trong khi đó, ông Palahasip,
cho rằng những vụ như vụ ám sát thủ lĩnh Haniyeh cho thấy vẫn còn những lỗ hổng an ninh cụ thể cần được giải quyết khẩn cấp, và việc giải quyết những sai sót này phải là một trong những ưu tiên chính của chính quyền mới. Bất chấp những lời kêu gọi về một cuộc điều tra nghiêm túc và buộc các quan chức an ninh chịu trách nhiệm về sự thất bại trong việc bảo vệ khách nước ngoài cấp cao, cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hành động nào từ chính quyền Iran. Trong khi đó, vấn đề đang trở thành tâm điểm ở Iran là cuộc tấn công trả đũa tiềm tàng nhằm vào Israel. Israel săn chỉ huy Hezbollah, nhận lại đòn không kích. Tờ Jerusalem Post cho hay, không quân Israel IAF đã thực hiện các đòn tấn công hướng tới khu vực F3 của Liban. Mục đích đòn tấn công nhằm vào chỉ huy Ali Jamal al-Din của lực lượng Radwan thuộc Hezbollah. Ngoài ra, IAF còn tấn công vào một cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng của nhóm Hezbollah ở khu vực Kaf Kela, miền nam Liban. Hezbollah cũng đáp trả bằng các cuộc không kích vào lãnh thổ Israel, khiến còi báo động vang lên từ 20 giờ 30 phút đến 20 giờ 46 phút ở khu vực miền thượng và tây Galilee. Jerusalem Post mô tả, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã bắn hạ một số mục tiêu trên không, song vẫn để lọt một số mục tiêu ở khu vực núi Meron. Không có thương vong nào được báo cáo. Căng thẳng giữa Israel với Iran và nhóm do Iran hậu thuẫn đã lên đến đỉnh điểm kể từ ngày 31 tháng 7 khi thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát tại phòng ngủ ở Tehran khi tới Iran dự lễ nhậm chức của tân tổng thống Masoud Pezeshkian. Israel không xác nhận cũng không phủ nhận vụ ám sát, nhưng tuyên bố đã hạ sát chỉ huy Hezbollah Fuad Shuk trong một cuộc không kích vào thủ đô Beirut của Liban. Nhiều nước kêu gọi xuống thang căng thẳng ở Trung Đông. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Jordan Ayman Safadi kết thúc chuyến thăm hiếm hoi tới Iran hôm 4 tháng 8 với lời kêu gọi chấm dứt leo thang bạo lực và để khu vực này có thể sống trong hòa bình, an ninh và ổn định. Trước đó, tại cuộc hội đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, ông Safadi chỉ trích gay gắt vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại thủ đô Tehran, Iran. Quan chức này cũng kêu gọi các hành động hiệu quả hơn để chấm dứt cuộc khủng hoảng tại dải Gaza và bảo vệ toàn bộ khu vực khỏi hậu quả tiềm tàng của một cuộc xung đột lan rộng. Cùng ngày, nhóm 7 nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới G7 thúc giục sự kiềm chế và xuống thang ở Trung Đông khi nhận định các sự kiện gần đây đe dọa gây ra một cuộc xung đột rộng lớn hơn tại đó. Tuyên bố của G7 cũng kêu gọi tất cả các bên liên quan không tiếp tục vòng xoáy bạo lực trả đũa hiện nay. Một loạt động thái ngoại giao nói trên diễn ra theo sau các cuộc tiếp xúc liên tục giữa Mỹ và các đối tác, trong đó có Pháp, Anh, Ý và Ai Cập, nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Bên cạnh đó, Nhà Trắng hôm 4 tháng 8 cho biết Mỹ đang gia tăng sức mạnh quân sự ở Trung Đông như một biện pháp phòng thủ với mục tiêu giảm căng thẳng trong khu vực. Trả lời phỏng vấn đài CBS, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng Jonathan Feiner nhắc lại sự việc Iran tấn công Israel bằng hàng trăm quả rocket hồi tháng 4 và nhấn mạnh Mỹ muốn chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống tái diễn vụ việc tương tự. Nỗi lo về nguy cơ Iran tấn công trả đũa đang gây nhiều xáo trộn tại Israel. Mới nhất, theo tờ The New York Times, một số hãng hàng không như Delta Airlines, United Airlines Mỹ, Lufthansa Đức, Aegean Airlines Hy Lạp đã đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Israel. Theo một quan chức Israel giấu tên, diễn biến này đã khiến hàng chục ngàn người không thể về nước. Ở chiều ngược lại, nhiều nước, trong đó có Anh, Canada, Pháp, Mỹ, đang thúc giục công dân rời Liban lập tức do lo ngại xung đột lan rộng. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.